cụ số nữa, mọi cái chi tiết còn rất đẹp. Trên này cũng vậy, nhìn ha. Và xe rất là dày luôn. Đó, cái mỏng sàn anh chị ha. Mâm thì là mâm đúc zin theo xe, có là hai cái nhằn lạnh độc lập cho nên là máy lạnh ha. Anh chị yên tâm. Thì đây, anh chị nó là nguyên zin nè. Đó, ốc cốp này chưa có dấu tháo luôn nè, nguyên hết nè. Đây là rim nha. Cái bọng dè này cũng vậy nè anh chị, keo chỉ bọng dè nó nguyên hết nè. Kể cả cái mép xét này cũng vậy, không có một cái dấu gọi là xét rị hết. Cái chủ trước người ta kỹ, mấy cái này người ta dán nè, dán hết nè. Cái nị nè anh chị ha, sạch à. Còn kiến thì được dán 3M hết rồi. Dễ nè. Ghế nị rin nè, ngồi rất là êm ái. Còn keo chỉ như cánh cửa này là nguyên nè. Mé ốc bạn lề này chưa có dấu tháo luôn. Đời 2013 Toyota Việt Nam ha. Đó, Việt Nam lắp ráp 4 con ốc nguyên hết. Cái thanh dằn phía trước rin hết. Kể cả mấy con ốc này luôn ha. Rất là thẳng thớm. Đây. Keo chỉ phần đầu là nguyên zin hết anh chị. Nguyên zin hết. Hello, xin chào cô chú anh chị ha. Đó, hôm nay em sẽ quay cái dòng 7 chỗ cho anh chị mình cùng xem, coi là anh chị có thể là lấy về đi gia đình à. Thứ hai là có thể là chạy dịch vụ kiếm thêm ha. Tại vì thường thường em hay nhắc là ví dụ như là chạy gia đình rồi còn chạy dịch vụ. Tại vì anh chị biết rằng là mua một chiếc xe như thế này 300 mấy, về mình để ở nhà ha. Khi nào cần thiết có ai gọi thì mình có thể là chạy kiếm thêm thu nhập từ chiếc xe ha. Chứ một tháng mà anh chị mua về anh chị để không thì rất là uổng. Cho nên là mua về xong cái là mình chạy kiếm thêm thu nhập cho nuôi cái xe và nuôi bản thân mình luôn. Còn hôm nay thì xe 7 chỗ em thì rất là nhiều. Đó, bên kia anh chị nào, nguyên dọc luôn. Ford Red có luôn nè, Innova, Fortuner có luôn. Thì hôm nay em sẽ quay cho anh chị một cái mẫu xe Innova vừa mới về. Đây. Innova. Đây anh chị, đây là một chiếc xe Innova đời 2013 nha anh chị nha. Xe này là xe gia đình anh chị. Xe này thì mới hôm qua là mấy anh em đi tới nhà dân mua về. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị luôn, nóng hổi cho anh chị mình cùng xem luôn. Cái mẫu xe này được có cái là cái dòng xe Innova thì nó là một cái dòng xe 7 chỗ ngồi. Và đặc biệt cái nữa là cái dòng này nó rất là bền anh chị. Khi mà anh chị mua về ha, đi gia đình nè. À, mà mình có thể là cày cuốc kiếm thêm nè thì cũng rất là hay. 7 chỗ ngồi rộng rãi. Và cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này á, thì nó cũng là trung bình anh chị. Nó là máy 2.0 thì mức tiêu hao chỉ khoảng là 10 lít trên 100 cây. Rất là phù hợp ha, khi mà mình đi gia đình. Form dáng thì cũng được nữa. Nó lại đời nó cũng còn khá là cao. Ô đô xe này anh chị đi có là 161.000 rồi 2013 anh chị. Bên trong thì chủ trước nữa cũng đã lên màn hình cam dê ha. Máy lạnh thì khỏi bàn luôn. Anh chị nhìn cái phần bô lăng. Bô lăng ha. Còn nó rất là đẹp, này dán luôn. Cụ số nữa. Này, mọi cái chi tiết. Anh chị thấy mọi cái chi tiết nữa không? Còn rất đẹp. Trên này cũng vậy. Nè, nhìn nè. Đó, gai sần nổi cục cục. Rồi bây giờ mời anh chị cùng em đi ra bên ngoài xíu ha. Quay cho anh chị mình cùng xem. Anh chị nè, bên ngoài của chiếc xe Innova 2013 ha. Dòng này là bản E nha anh chị nha. Đây nước sơn nè. Cái xe này là vừa lấy về luôn, chưa làm một cái gì hết. Tại gia đình đi anh chị ha, nó cũng hơi lem nhem chút xíu, nó hơi xước xước này nè. Thì bên em sẽ cho làm lại ha. Chỗ nào xấu bên em sẽ làm dặm lại. Và thứ hai là sẽ xì ba lại toàn bộ chiếc xe này luôn. Từ nước sơn này kia là em sẽ đánh bát lại luôn. Đây cho anh chị xem. Vỏ xe nè, vỏ xe rất là dày luôn. Và thứ hai là cái bọng sàn. Cái bọng sàn anh chị ha. Mâm thì là mâm đúc rin, nguyên rin theo xe. Và xe này thì bên em đang bán với giá là 335 triệu anh chị. Đây phía sau xe có cảm biến che luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem cái phần bên trong nội thất. Cái dàn nội thất á, thì anh chị cũng thấy rồi đó, nó là một cái dàn ghế nỉ rim theo xe. Nỉ rim theo xe ha. Còn anh chị nào mà thích mình có thể là bọc da. Thì những cái xe như thế này bọc da thì mất phí là nó khoảng chừng đâu đó là 3 triệu mấy 4 triệu thôi. Là có một bộ da tùy mình thích cái mẫu nào thôi. Thích cái màu nào thì mình bọc cái màu đó. Xe này á, thì nó sẽ có là hai cái nhằn lạnh độc lập cho nên là cái dòng xe này ngồi rộng rãi nè. Thứ hai á, là máy lạnh ha, anh chị yên tâm. Nè, chủ trước này chơi nguyên cái bỏ này vô rất là thơm anh chị. Cái xe anh chị mà mua về mình muốn thơm ha, mình chơi cái lá dứa này vô nè, để trong xe rất là thơm. Còn về keo chỉ của xe ha, thì đây anh chị nó là nguyên zin nè. Đó, ốc cốp này chưa có dấu tháo luôn nè.
ốc cốt chưa có dấu tháo và keo chỉ toàn bộ luôn. Đinh tán, đinh bon của nhà sản xuất còn nguyên hết. Như cái phía sau này cũng vậy, cho anh chị xem này. Nguyên hết à, đây là rim nha. Dòng này là dòng xe 8 chỗ ngồi nha anh chị nha, 8 chỗ ngồi. Đây, cho anh chị xem phía bên này. 4 cái vỏ xe. Còn khá là dày luôn. Về là chỉ việc đi thôi. Còn mấy cái bọng dè này cũng vậy nè anh chị nè. Keo chỉ bọng dè nó nguyên hết nè. Bình thùng, dày dặn. Đây, tiếp tục cho anh chị xem. Từ bên mép dưới này, anh chị nè. Kể cả cái mép xét này cũng vậy, không có một cái dấu gọi là xét rỉ hết. Đây, tắp bi, đẹp. Nè anh chị nè, nhìn nè, cái chủ trước người ta kỹ. Mấy cái này người ta dán nè. Đó, dán lại hết ha. Cái này thì hồi em sẽ xử lý, em sẽ lột ra hết cho anh chị luôn. Đó, lột ra, dán hết nè. Cái nị nè anh chị ha, sạch ha. Còn kiến thì được dán 3M hết rồi. Nên là anh chị yên tâm. Và những cái dòng xe đời cao như thế này thì cái anh chị cũng biết rồi, mọi chức năng ha, rất là trơn tru. Tiếp tục cho anh chị xem nè. Ghế nè, ghế nị rin nè. Ngồi rất là êm ái. Mỗi tội là cái ghế nị anh chị biết là mình phải giữ kỹ ha, chứ còn không là nó rất là hôi và dơ. Cho nên là khi mà đi gia đình á, thì kỹ này nó sẽ ngồi nó sẽ êm hơn. Còn keo chỉ như cánh cửa này là nguyên nè. Nói chung là kiếm những cái xe mà đẹp, mà những cái xe mà chất lượng như thế này về phục vụ cho anh chị thì phải nói là rất là thích luôn và mừng luôn. Một cái xe mà đi gia đình đến giờ mà nước sơn này kia không có chạy chụa gì máy hết. Này, anh chị xem bốn ốc này. Mé ốc bạn lề này chưa có dấu tháo luôn. Nhất là phần nhựa này không vậy? Anh chị nhìn cái phần nhựa nè. Máy lạnh thì tuyệt vời. Rồi, tiếp tục cho anh chị xem bên này. Mình sẽ qua bên này ha, mình sẽ xem. Lâu lâu là coi như là kiếm được một cái xe đẹp, xe cọp, xe chất lượng thì về là quay nóng hổi cho anh chị mình cùng xem ha. Để anh chị nào mà có thích là coi như là chốt cọc. Còn bây giờ là quay lên xong là em sẽ mang đi xì ba lại hết. Ba trăm mấy là anh chị có một chiếc xe vừa đi gia đình vừa chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập. Anh chị nhìn này, đây cho anh chị xem. Cái xe mà nó chạy ít á là anh chị biết là cái này nè, cái gân nè nó còn ha. Tại cái chỗ này là cái chỗ tựa tay cho nên là nó rất là hay mòn, nhưng mà cái xe này còn nguyên à. Cái thứ hai là keo chỉ của cánh cửa tài nè, vậy nè, keo chỉ của cánh cửa tài nè nha. Đây, đây cho anh chị xem cái tem của nhà sản xuất này, mình quay sát cho nha. Đời 2013 Toyota Việt Nam ha, đó, Việt Nam lắp ráp. Còn đây mấy con ốc này ngoài, bốn con ốc nguyên hết. Rồi tiếp tục cho anh chị xem thêm một cái nữa là phần máy, phần động cơ ha. Xe này thì nói chung là bây giờ là hết đăng kiểm rồi. Bên em sẽ đăng kiểm mới lại cho anh chị ha. Đăng kiểm của xe này nó được 1 năm. Bây giờ các anh chị vô xem cái máy ha. Đó, cái máy nguyên bản nè. Chưa làm gì hết thì bên em sẽ về sẽ thay nhớt mới cho anh chị nha. Kiểm tra thay nhớt mới, bảo dưỡng cho anh chị. Và thứ hai là kể cả cụm bể luôn. Kiểm tra hết. Thì anh chị thấy nhìn cái thân dàn phía trước ha. Rin hết. Kể cả mấy con ốc này luôn ha. Này bên trên rất là thẳng thớm. Đây. Keo chị là phần đầu là nguyên zin hết anh chị, nguyên zin hết. Máy móc thì những cái xe này bên em sẽ bảo hành máy ha, tất cả các xe. Anh chị cũng yên tâm rằng là cái dòng máy này á, thì anh chị cứ yên tâm. Innova thì máy móc cực kỳ bền. Và thứ hai là bảo dưỡng của máy này cũng khá là đơn giản luôn. Quan trọng nhất là cái cách chăm sóc xe ha, bảo dưỡng xe. Thì lâu lâu anh chị nhớ cho em cái nước này, nước làm mát này thôi. Lâu lâu mình mở ra mình xem coi là nó còn hay không ha. Cabo này nguyên hết này. Đó, anh chị nào mà đang cần một chiếc xe về đi gia đình hoặc là
chạy kiếm thêm ha, thu nhập thì đây là một mẫu xe Innova 2013 bảng E ha, và giá thì là 335 triệu là anh chị sẽ có một chiếc xe như thế này. Và bên em sẽ đăng kiểm lại mới cho anh chị ha, về anh chị chỉ việc đi thôi, một năm sau anh chị mới phải đăng kiểm lại. Thôi em cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.